Xin chào tất cả quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với kênh EV Bất Động Sản, kênh review mua bán, hỗ trợ ký gửi bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và vùng ven. Dự án khu đô thị Ra Đình Bên, Đức Hòa Đông, Long An thì sau hơn 1 năm triển khai mở bán thì đến nay cũng đã bắt đầu đi công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng đã giao dịch tại khu vực là đợt 1 và đợt 2. Thì hôm nay MV sẽ cập nhật nhanh cái tiến độ cơ sở hạ tầng mới nhất tại dự án Ra Đình Bên vào cuối tháng 5 2023 này. Thì như quý cô chú anh chị khách hàng mình có thể thấy là khi mà mình nhìn từ trên cao xuống thì mình đã thấy là cơ sở hạ tầng đã được hoàn thiện, cũng như là các tuyến đường nội bộ đã được hoàn thành là lót vỉa hè, cây xanh và đường đã được lưu nhựa 100%. Và toàn bộ dự án đã được sử dụng như là điện âm và nước máy thì cũng đã được kết nối trực tiếp từ tại nhà máy nước Phú Mỹ Vinh tại khu vực thị trấn Đức Hòa rồi. Mặc dù dự án đã được hoàn thiện xong về cơ sở hạ tầng cũng như là đường xá, nhưng mà MV đang thấy và quan sát đó, thì khu vực này còn khá thiếu khu vực làm mảng xanh. Chắc là có thể là cây xanh ở đây là mới trồng nên nó còn hơi nhỏ, chưa có thể nào bao phủ được các tiện ích trung tâm thương mại đồ á. Thì công trình công cộng thì MV cũng chưa thấy xây dựng gì nhiều tại dự án Ra Đình Bên này. Dự án Ra Đình Bên tọa lạc tại khu vực tỉnh lộ 10, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Long An, thuộc cụm khu công nghiệp Hải Sơn, Đức Hòa Đông. Thì dự án có quy hoạch là 3 mặt tiền giáp sông. Thì các sản phẩm ở đây sẽ là 1.768 nền đất, thì trong đó có 180 nền biệt thự và 178 căn hộ nhà ở xã hội. Dự án này thì đã được mở bán đợt 1 và đợt 2 và một phần của đợt 3. Hiện tại thì chủ đầu tư cũng chưa có kế hoạch mở bán cái đợt tiếp theo, nhưng mà bên cạnh đó thì chủ đầu tư vẫn tiến hành làm các thủ tục pháp lý như là đi công chứng quyền sử dụng đất cho các khách hàng tại đợt 1 và đợt 2. Thì trong tháng 5 này là các khách hàng đã được lên ký cái chứng nhận quyền sử dụng đất á, thì cũng chuẩn bị nhận sổ hồng riêng từng nền luôn rồi. Với các sản phẩm còn lại cùng các phân khu căn hộ thấp tầng cũng như là các tiện ích khu vực trung tâm thương mại, trường học được triển khai xây dựng, thì khi mà thị trường ổn định lại thì tại dự án Ra Đình Bên này vẫn là một dự án đáng để các nhà đầu tư cân nhắc lựa chọn khi mà tiếp giáp với khu vực là thành phố Hồ Chí Minh và nằm trong lõi khu công nghiệp như thế này nữa. Và các tuyến đường kết nối đang dần hoàn thiện như là đường DT823B nè, DT823D, vành đai 3 và vành đai 4. Với thị trường hiện tại thì các nhà đầu tư cũng như là các quý cô chú chị khách hàng mình cũng thật sự là khó khăn khi mà đối diện với lượng khách hàng mà mua bất động sản nó bị hạn chế, cũng như là lượng tiền mặt thì nó cũng đang hạn hẹp. Thì hiện tại quý cô chú chị khách hàng thì MV cũng có nhận hỗ trợ ký gửi tại dự án Ra Đình Bên này. Quý cô chú anh chị khách hàng quan tâm về dự án hoặc là cần hỗ trợ các thủ tục ký gửi cũng như là chuyển nhượng thì cứ liên hệ với MV qua số điện thoại 0789 717170 hoặc là để lại bình luận bên dưới video này, MV sẽ là người hỗ trợ mọi thắc mắc cho quý cô chú anh chị khách hàng mình. MV xin phép kết thúc video về dự án Ra Đình Bên tại đây. Ngoài ra thì tại dự án Ra Đình Bên này thì tại khu vực Đức Hòa, Long An thì hiện nay là MV cũng đang nhận ký gửi các sản phẩm. Quý cô chú anh chị khách hàng nào mà có đầu tư tại khu vực Đức Hòa, Long An này mà cần hỗ trợ ký gửi thì cứ liên hệ với MV. MV xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị khách hàng mình ở video kế tiếp.